Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Sự ở huyện Vườn Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Sự có nhiều một số phô mai bonsai trái đẹp, lắc lượng, hoành to, đây cành điều, giá thì hữu nghị. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự ha. Còn để lên nha. Tôi còn để lên nha. Mai mốt mình đi mua bốn bonsai khỏi cần hàng cây. Rồi kính chào anh Tâm. Rồi kính chào cô chú anh chị em trên mọi miền đất nước nha. Nam có về 30 cây mai phôi ha. Mai này thì cũng rất đẹp rồi cô chú. Mong cô chú anh chị em mình xem like ủng hộ em ha. Thì cũng chân thành cô cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ em mấy clip vừa qua. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Thì cũng ngày mới chúc cô chú anh chị em trên mỗi miền đất nước mình được nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc và thành công việc ha. Dạ. Thì nay hàng em về hàng bonsai không nha anh em. Có mấy cây em chưa tỉa bonsai ha, lại em làm không kịp á. Thì có gì em về anh tỉa lại ha. Đây, giờ vô mã số 1 đầu tiên đi ha mấy anh. Em cũng còn số lượng nhiều ha, em làm tới đâu, em làm bầu tới đâu thì em sẽ giao lưu cô chú anh chị em mình tới đó ha. Đây VIP luôn ha. Đi VIP luôn rồi này. Rồi mã số 1 đầu tiên ha. Quỳnh em nói là 27 ha. Rồi. 27. Rồi cái cũ ngay chỗ này anh em. Cũ chỗ này là 60, 66 ha. Rồi. Đây anh em coi cũ 66 nè. Đó, cũ quá sức cũ anh em ơi. Còn nồi đây đặt em nó từ đây ha. Nồi đây em nó là 87 nha. Rồi. Nó đặt là 87. Cái này quá sức. Cái mặt đế nó từ qua đây qua tới đây là 2 tấc 8 nha anh em. Đó, cái mặt đế từ qua đây là 2 tấc 8 nè. Mặt đế hết thằng mặt đế ha. Chiều sỏi nó là 25. Cam nó là 1m2. Đó là cây này anh em tham khảo lại cây này nè, anh em mình muốn về cắt bonsai cắt nha. Đó cây này thì đây mình găng gút không anh em ơi. Đây cây mình găng không xẹp lép nè. Quá chứ còn cái cổ ở đây thì nó nằm khoảng 30 ha. Đó cái cổ này làm 30 hơn cây này, cây quái nha anh em. Anh em tham khảo cây này rất quái nha. Đó quá sức cái vàng đế này, anh em ơi. Vàng đế khủng khiếp luôn anh em ơi. Đó cây này cây mình găng anh em xem tham khảo mình găng đó nè. Đây nè mình găng đó nè. Anh em muốn về chơi bonsai chơi ha. Chơi bonsai thì cắt đây. Lâm mấy cành này vô chừa cành phóng này ha. Đó, cây này quá đỉnh em ơi. Rồi cây này vô luôn cô chú anh chị em giá 3 triệu 2 ha. Ơi, 3 triệu 2. Rồi 3 triệu 2 bao ship toàn quốc cho anh em ha. Khủng khiếp luôn em ơi. Quá wow, trời cái dàn đế hết thân nha. 87 anh em biết cỡ nào bự ha. Còn cũ cái chỗ này không là 66 anh em thấy nó to, rất to. Ngang qua là 28 cm nữa. Rất bự ha. Rồi, 3 củ 2. Ơi, 3. Bao ship toàn quốc cho anh em luôn ha. Mã số 1 đầu tiên. Tiếp tục. Cái đó 3 triệu 2. Rồi tiếp tục mã số 2 cho anh em. Quá sức anh em ơi. Hàng bonsai chuẩn lắm anh em ơi. Hoành tham nó là 24 nha. Khôi đấy ha. Quá wow, sức cái dàn đế hết thân. Ngay đặt cái này là 74 nha anh em. Còn cái tổng thân thể đế đặt ở dưới đây là 82 ha. Quá wow, sức cái dàn đế này anh em ơi. 25. Rất đẹp. Chiều sổ ha. Lấy chiều cao nó là 60. Để đặt kẹo luôn. Đó, cây bonsai anh em tham khảo cây bonsai này anh em ơi. Đây. Hoành nhỏ nhưng mà hàng cọp nha anh em. Đó, bonsai rất đẹp này, nhìn đế anh em coi nè. Rồi cái năm Zalo cô chú anh chị em giá 3 triệu 1 ha. À, 3 triệu 1. Đó, 3 triệu 1 anh em muốn ghi cái nào chơi cái đó ha. Quá đẹp anh em ơi. Hoành không to nhưng mà vàng này quá sức cái vàng bú. Vàng bí này quá sức cái bí anh em ơi. Bí trên đây rất đẹp nha. Em tham khảo cái bí nha. Đó. Hàng bonsai chuẩn lắm anh em ơi. Cây quá ha, mã số 2. Rồi anh em nhớ giùm em cái ngày nha anh em. Anh em xem like ưng ý cái nào ủng hộ em ha thì nhớ em cái ngày rồi xuống nha. Rồi nhớ em cái ngày. Em có để cái ngày trên đó. Rồi tiếp tục mã số 3 ha. Rồi bên em nó gần 27 tính 26 nha anh em. Cái cũ nó là 41 ha. Này có xù trứng nha. Hơi nhẹ ha. Đó, hơi nhẹ. Cây này dáng rất đẹp. Rồi 86 cao. Cây bonsai rất đẹp, chân cẳng đế nồng nó này lực không anh em. Trông to lực ha. Đó anh em xem tham khảo cái coi lắc nó rất đẹp ha. Đó búng tược của anh em ơi, quá đẹp rồi. Mới búng chỉ có 5 ngày mà búng tược cho anh em. Dạ đây. Đó chỉ cắt là búng tược này ha. Mạnh như súng luôn anh em ơi. Rồi cái nằm vô lô cô chú anh chị em giá 1 triệu rưỡi ha. Ờ 1 triệu rưỡi thôi anh em ơi. Hoành thân to luôn. Giá quá okay, quá ok. Rồi. Lắc lượng bonsai luôn. Một cây mã số 4. Rồi cây này cây xù nha anh em. Cây xù này xù độc lạ nha. Rồi hoàn thành cái này là 23 ha. Rồi. Đặt nó là 59 ha. Chiều cao nó là 62. Rồi cái bonsai mà xù anh em ơi, anh em tham khảo em xù nha, xù này xù trứng mà đóng lên cây nha, đó giờ mới thấy cái xù trứng mà đóng lên cây này nha. Đây bên đây cục cả ngón giọt cái mà luôn ha. Đây, quá trời sức anh em ơi. Lòi ra một cục trà bá nữa luôn, đế khủng khiếp luôn. Đó, bonsai rất đẹp. Rồi cái năm vô luôn cô chú anh chị em giá 1 triệu 7 nha. Rồi, 1 triệu 7. Đó, 1 triệu 7 anh em chơi xù nha anh em. Đồ mà đế quá đế anh em ơi. Đóng rồi đây. Nè, có hết toàn bộ đóng toàn là xù không luôn đây anh em. Giá 1 triệu 7 thôi. Đó, quá đẹp anh em ơi.
Rồi xuống cây. Rồi em bán sát giá nha, nên nói chung là lô này em bán sát giá cho anh em dễ chơi nha. Anh em nào ưng ý chốt nha, chứ em còn không còn bớt nào nổi nha anh trai. Đó. Thì để nó em bán nè, sao em không có bớt, tại em kêu sát giá rồi, em không bớt được ha. Anh em thông cảm em. Rồi hoành thân 17. Cụ đặt em nói là 69 nha. Quá wow, sức cây nhỏ mà quá đẹp anh em ơi. Cao 24. Để đây. Chiều sổ là 24 nha. Rồi cây này em lấy cái chừng 9 tấc thôi. Đó, để giờ anh em ơi, để quái rắc quá ha. Nào nay là cộng to to lực không em. Rồi cái nam vô lô cô chú anh chị em giá 650 ha. Giá mềm luôn. Đó, chị 650 giá mềm cho anh em luôn ha. Đó, tài hoành hơi nhỏ chút xíu nè. Quá sức cái vàng đế anh em chơi vàng đế đủ tiền anh em ơi. Ok, lên cây tiếp theo. Mã số 5 ha. Rồi tiếp tục mã số 6. Rồi hàng bonsai không anh em ơi. Bonsai luôn. Quá trời, bonsai rồi. Rồi hoành thân em nói là gần 27 anh em ơi, tính 26 nha. Nói chung đây nè, nó như 27 luôn rồi nè anh em ơi. Đó em tính 26 thôi. Em trừ hao cho anh em hết rồi ha. Cái cũ em nói chỗ này là 37 ha. Rồi. Cái nồi đế đặt em nói đây là 87 anh em ơi. Qua trời mấy bonsai đẹp quá đẹp. 27 chiều sổ ha. Đây sù trứng luôn anh em. Yeah. Đây cục sù lọc ha. Đây nổ sù lọc. Còn đường kính bầu, cái bầu em nó lớn lắm anh em ơi. Là anh em biết cái bầu đế mình cái nào 1m3. 1m3 ha. Lắc lượng bonsai. Chiều cam nó là 61. Qua wow, trời cây này quá đỉnh anh em ơi. Cái bonsai đúng bonsai luôn anh em. Quá sức cái vàng đế nó hết thân anh em. Cái bầu mình to ha. Anh em thấy cái vàng đế của mình rất to nha anh em. Đó. Trong nhỏ thấy ngoài dữ lắm anh em ơi. Rồi cái nam vô lô cô chú chị em giá 2.7 triệu ha. Rồi 2.7 triệu. Đó chỉ 2.7 triệu thôi anh em ơi. Đó. Quá sức cây này rồi. Mã số 6 ha. Rồi tiếp tục mã số 7. Hoành thân là 22 ha. Tổng đế đặt em nói là 68 ha. Rồi. Đó. Sổ nha nè, đế cũng nơm luôn ha. Rồi trao 91. Đó, bonsai tay cành đều rang luôn, bẻ cổ rất đẹp anh em ơi. Đế thì khủng luôn. Đó, đế vậy anh em ơi. Đế y như cái miệng núi luôn. Rồi cái nam vô lô cô chú anh chị giá 1.2 triệu thôi ha. Rồi, 1.2 triệu thôi anh em ơi. Rồi em bán sát giá tay ưng ý cái nào ủng hộ em cái đó anh trai. Sát giá cho anh em dễ chơi nha. Rồi mã số 7 ha, chỉ có 1.2 triệu thôi anh em ơi. Rồi tiếp tục mã số 8 ha. Sức cây này dáng một xài đẹp đó đẹp. Rồi vị trí này là gần 22 tính 21 nha anh em. Rồi. Đó. Khối để đặt luôn em ơi, đặt của nó là 83. À. Khối để đặt 83 ha. Đây đẹp. Chiều sổ nó là 25 cm. Quá sức rồi. Chiều cam nó là 60 ha. Quá đẹp anh em ơi. Cái sổ bên này hơn nè anh em. Sổ này thì 26 ha. Tại vì quá sức cái vàng này anh em ơi. Nó có tổng thể ha. Em không có rửa mấy cái này nha, mấy này để là sức mạnh của cây nha anh em. Đó mấy đế cám này nè. Vậy là bứt nhẹ ra là anh em trọng cho nó sức mạnh có nha. Quá sức cái vàng nơm anh em ơi. Đó, rồi cái nam vô lô cô chú anh chị em giá 1.4 triệu ha. Rồi, 1.4 triệu. Đó, 1.4 triệu cho anh em ơi. Mau lẹ ha, em bán cho mau lẹ cho anh em ha. Nó y dương thú luôn anh em ơi. Hàng bonsai độc lạ không anh em. Rồi, tay cành đều luôn. Rồi, cây dáng siêu nhẹ nha anh em. Mã số 9 ha. Hoành hoành thân nó gần 20 tính 19 nha. Cái cũ, nó cũ nha, cũ 37 anh em ơi. Rồi. Cũ. Còn cái cũ đặt đế của nó ha. Cũ đặt đế em nó là 66 nha anh em, rất to ha. Rồi chiều cam lấy 1 mét thôi. Đó. Cây rất đẹp. Rồi cái này vô lô cô chú anh chị giá 900 thôi. Rồi, 900. Đó, cây cái cực đế một khối đế luôn anh em ơi. Cục đế quá sức cái đế ha. 900k thôi. Đế y như trái bí luôn. Rồi, lắc lượng. Rồi, bonsai tiếp tục. Bonsai luôn, có cành bay nè. Mã số số 10 ha. Rồi ra vị trí này là 22 nha anh em. Rồi. Đó anh em nhớ vị trí giùm em ha. Còn cái cũ chỗ này, cũ đặt chỗ này là 53. Rất to ha. Ừ, còn đế đặt nó quá sức cái đế, tổng đế đặt nó là 79 nha anh em. Rồi. Sổm nó là 21. Chiều cam nó là 57. Đó, mã số 10 anh em ơi. Đế cộng nó lực ngang có hai chân trước nè anh em ơi. Rồi cái này em vô lô cô chú chị em giá 1.250.000 ha. Rồi, 1.250.000. Đó, chỉ 1.250.000 thôi nè. Quá sức cái vàng đế anh em ơi. Đó, bonsai giờ em bán giá ok quá anh em ơi. Ủng hộ em nha. Rồi, xuống đây. Rồi, tiếp tục mã số 11. Anh em chơi cành để cành lại cho anh em ha. Chơi tàn á, tàn đều quá. Em không cắt bonsai luôn. Rồi, hoành thân là gần 24 tính 23 nha. Rồi. Đế cộng to lực luôn. Đó, đế quái luôn anh em. Rồi chiều cam lấy 1.2 ha.
Đó, nguyên vàng đế quái nè anh em ơi. Đó, tàn rất đẹp nha. Hình cây thông rất đẹp luôn. Rồi cái này vô lô cô chú anh chị em giá 1,5 triệu nha. À, 1,5 triệu. Đó, chỉ 1,5 triệu thôi cô chú anh chị mình đây. Rất đẹp. Anh em muốn cắt bonsai cắt nha anh em. Đó này về là chơi cái thác đỏ rất đẹp ha. Dạ. Yeah. Rồi tiếp tục mã số 11. 12, mã số 12 anh em ơi. Đó đẹp. Rồi quanh em nó là giữ chữ 17 nha. Rồi. Qua khối để đặt. Đặt nó là 68 để đặt anh em ơi. Khối để đặt ha. Kéo kéo luôn anh em ơi. Rồi chiều cam lấy 1 mét thôi. Chiều xóm nó là 2 tấc 2 ha. À, rồi cái này anh em muốn chơi bonsai chơi để tàn chơi nha. Anh em muốn chơi bonsai chơi thác đỏ cũng được mà anh em về chơi lấy cái quấn chỗ này cũng được anh em ơi. À. Nói chung muốn về cắt chỗ này cắt bỏ cành này lấy ngay cành này đầu này nha nè. Chơi lấy từ đây xuống đây là rất đẹp nha. Cái này cái bonsai rất đẹp anh em ơi. Đó, anh em thấy em chơi bonsai mà em đưa giá cả hợp lệ quá anh em rồi. Anh em vô logo chứ anh chị em giá 1,4 triệu luôn ha. Thôi, 1,4 triệu. Đó, 1,4 triệu cho cây bonsai rất đẹp nha anh chị em mình. Đế thì quá là một nồi đế luôn ha. Đó, đế trải đều nó y như tới bí luôn. Rồi nói chung là có sù trứng hết. Đây, sù trứng hết ha. Đây bên đây cục sù trứng anh em ơi. Bự lắm, chà bá luôn. Nguyên dàn đế đều trứng. Rồi giá 1,4 triệu ha. Cây bonsai rất đẹp luôn, về cắt chơi kiểu nào cũng được anh em ơi. Thác đổ cũng rắn đẹp nha anh em. Rồi, lắc lượng luôn. Tiếp tục bonsai nữa anh em ơi. Quá sức cái dàn này. Cái dàn này bị lỗi chỗ này chút xíu mà không sao nha anh em, bình thường ha. À. Cây bình thường không gì hết. Rồi mã số 13 ha. 26 hoành ha. Rồi. Đo của cái cũ chỗ này ha, cái cũ của nó đây. 49. Còn nồi để đặt của nó ha. Để đặt kẹo của nó ha, anh bỏ để ngoài lấy để trồng thôi. 80. Rồi. Quá sức cái dàn đế anh em ơi. 4-5 lòng bằng tay mình bệnh nó mới hết cái dàn đế này nè. Cây này cái quái ha. Cam nó xuống đây là 42, em lấy tới ngay chỗ này 42 ha. Rồi cái nồi đế hết thằng nồi đế. Nồi đế tới 100 gần 130 mấy, 135 á. Đó, cây bonsai rất đẹp nha, một củ quá sức cái củ luôn. Rồi cái nằm vô luôn cô chú anh chị em giá 2,3 triệu ha. Rồi, 2 triệu. Đó, chỉ 2,3 triệu thôi anh em ơi. Quá sức cái dàn đế này mà chơi cái dàn đế đủ tiền anh em. Củ đóng chặt cứng rồi anh em ơi. Quá sức cái củ. Tại vì bonsai này mới đẹp, cực kỳ luôn em ơi. Có cành bay luôn. Sai đế khủng khiếp luôn ha. Rồi mã số hoành thân 28 nha anh em. Rồi. Cái củ nhẹ dưới đây là nó tới 35 ha, cái củ ở chỗ này nhẹ ha. Còn tổng cái nồi đặt của nó đi. Rồi tổng nồi đặt trên đây là 80. Rồi. Quá sức. Chiều cam nó là 52 ha. Cái này cây mã 14 nha anh em. Đó, anh em tham khảo cũng đế nè, cũng đế này nó nằm khoảng 24-25 cộng đế nè. À. Đó, nó có chân trước chịu rõ nét. Ở đây là anh em coi cái quái của nó nè. Rất đẹp ha. Cây bonsai cực kỳ, em chừa một tàn phóng đi ngược đuôi ha. Đó, cây này hoành 28 lần, mã số 14. Quá sức cái cây này anh em ơi. Rồi, cây nằm vô lô cô chú anh chị em giá 2,8 triệu ha. Rồi, 2,8 triệu. 2,8 triệu luôn anh em ơi. Đừng nó tới đế, dàn đế hết thân dàn đế luôn anh em ơi. Bonsai chuẩn quá chuẩn anh em ơi. Rồi cây này em chưa cắt làm để tàn, anh em muốn chơi gì chơi nha. Giờ anh em muốn cắt cái khúc này thì không được ha anh em. Lấy một cục khúc một co quấn cái này, tại cây này đế, cây này đế quái nè. Rồi hoành thân nó là 23 ha. Rồi. Tổng đặt nó là 77. Chiều cam nó lấy 1 mét thôi. Rồi mã số 15. Đây đế cộng nào nó chân cẳng chà bá lửa anh em ơi. Đó, bonsai, hàng bonsai rất đẹp ha. Đó, để quái rất quái, y dân thú luôn em ơi. Đây, chân cẳng nào nó cộng lực không ha. Rồi, cái này vô lô cô chú anh chị em giá 1 triệu 6 ha. Rồi, 1 triệu đó, 6. 1 triệu 6 thôi em ơi. Bành to. Quá đẹp. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Em cắt cỏ nào chơi không được nha. Chắc mấy cỏ này chơi rất đẹp nha nè. Rồi, rồi. Lắc lửa luôn. Tiếp tục mã số 16 ha. Mới rửa sình không. Rồi hoành thăm nó là gần 23. Tính 22 thôi. Một rồi để đặt luôn em ơi. Rồi để đặt em nó là 69 ha. Cây này quái quá quá. Rồi em lấy chiều cao 1 mét thôi. Đó, cây này mình gân anh em. Đó, mình vuông vuông anh em ơi. Còn đây là đóng nguyên cái hàng đuôi ha. Đây chừng nữa mọc tượng lên em đẩy nguyên hàng đuôi ra ngoài rất đẹp nha. Củ đặt kẹo lên em thấy củ đặt kẹo không? Đó, đó củ đặt kẹo cho anh em dễ coi nha. Đó, hàng bonsai rất đẹp nha. Rồi cái nam vô lô cô chú anh chị em giá 1,7 triệu ha. Rồi, 1,7 triệu. Đó, 1,7 triệu anh em ơi. Giá cả ok của cho anh em dữ lắm anh em.
Đó, quá đẹp cây bonsai luôn. Mã số 16 nha. Quá xếp cây này. Rồi, mã số 17. Để quái luôn. Vành nó là 24 nha. Rồi. Cộng to lực ha. Cái củ xương xương chỗ này là 37 nha anh em. Còn tổng để đặt nhỏ trên đây là 69 ha. Quá xếp cây bầu. Chiều xổm nó là 23. Rồi. Chiều cao nó lấy 1m1 thôi nè. Quá xếp cây bầu của nó. Bầu lớn lắm anh em ơi. 1m35. Thì anh em đo 1m35 mới biết cỡ nào ha, nó bự cỡ nào, tại dòng đế mình ra rất trồng cái chậu này khoảng từ 1m mấy á, rất to ha. Đó, anh em chơi nào bonsai cũng được anh em ơi, cắt cành phóng cũng được ha. Anh em muốn chơi phong cao thì tàn cũng đều ha. Muốn chơi cành phóng thì cắt về cắt cái này anh em ơi, cắt cái này bỏ này lấy cành phóng này anh em ơi. Lấy từ đây ra đây cành phóng rất đẹp nha cái bonsai này ha. Đây bỏ đây nè anh em. Đó em cầm hình dung cho anh em ha. Đó lấy nguyên thú đi ra đi lấy cành phóng này nè, cái này rất đẹp. Để quái rất quái ha. Rồi cái nam vô luôn cô chú anh chị giá 2,5 triệu ha. Rồi 2,5 triệu. Đó 2,5 triệu thôi. Quá sức cái dàn đế anh em ơi. Rồi tiếp tục mã số 18 ha. Đó quái quái không ha. Vừa bonsai vừa quái anh em ơi. Rồi hoành thân 22 ha. Rồi tổng nội đế nó là 70 ha, 70 rồi. Đúng. Chiều xổm nó xuống đây là 25 cm ha. Chiều cam nó là 69. Đó, tham khảo anh em ơi, tham khảo bộ đế này anh em ơi. Đó, anh em tham khảo giùm em cái bộ lắc lượng của nó tẩm nha. Đó, cây bonsai rất đẹp nha, cây là cây yame nha anh em. Đó, cây là cây yame ha. Có cành, cái cành đổ xuống đây rất đẹp, anh em muốn chơi thì chơi, anh em muốn chơi đổ càng tốt nha. Đó, chơi đổ cái này thì rất đẹp, đế thì rất quái anh em. Rồi, anh em vô luôn cô chú anh chị em giá 1,650 ha. 1,650. Rồi, 1,650 luôn anh em ơi. Những cây bonsai quái mà giá ưu đãi quá anh em. Rồi, tiếp tục mã số 19 ha. Hoành thân em nó 23 ha. Cũ y như cũ ngớt anh em ơi. Cũ 38. Rồi. Đây có đuôi y như ngớt luôn anh em. Chiều cao nó là 91 ha. Chiều xổm nó là 27 cm anh em ơi. Bonsai đi đẹp luôn. Wow, trời cái này đẹp. Hàng bonsai anh em thấy bẻ cổ rất đẹp ha. Đó, anh em muốn về chơi đa dạng, nói chung cái lô mai này anh em về chơi đa dạng luôn. Đó có đồ y như ớt luôn anh em ơi. Đó lòng người ta đựng y như ớt luôn ha. Rồi cái nam vô lô cô chú anh chị em giá 1,7 triệu luôn ha. Rồi 1,7 triệu. Đó 1,7 triệu luôn anh em ơi. Quá đẹp. Khối đế luôn ha. Rồi tiếp tục mã số 20 ha. Nhỏ nó có vỏ. Cái này nhỏ nó có vỏ anh em ơi. Rồi quanh năm nó là 19 nha. Cũ nhẹ nó dưới đây là 30. Còn tổng cái đế của nó là 72 ha. Dạ. Đó, tổng là đế 72. Ôi đế luôn. Ôi đặt luôn. Chiều sổ đế em nó là 24 cm ha. Chiều cam lấy 1m thôi. Rồi cái này anh em chơi thác đổ đẹp quá anh em ơi. Đúng cái này chơi đổ rất đẹp nha. Đó cắt đây đổ rất đẹp nha nè. Cái này đổ rất quái ha. Đó đế cộng nào nó lực khối luôn anh em ơi. Rồi cái này em như luôn của chúng chị em giá 1,5 triệu luôn ha. Rồi 1,5 triệu. Đó em bán sát giá tay, ưng ý cái nào ủng hộ em cái đó nha anh em Trang. Đó em bán sát giá là anh em ơi. Cho anh em dễ chốt. Đó 1,5 triệu thành mã số 20, quá đẹp. Rồi tiếp tục mã số 21 ha. Bonsai đẹp luôn anh em ơi. Cái này hoành thân em nó là 22 ha. Tổng rồi đấy em nó là 69 nè. Rồi. Đó cây rất quái nè. Một lòng bàn tay, hai lòng tay mình bệnh hết ha. Đây đâm tuột anh em ơi, này bứng 5 ngày. Cái lô trước em quay em còn động lại 2-3 cây nè anh em. Đó mới có 5 ngày anh em coi bụi tượng bung dày anh em. Rê rất mạnh nha. Đó bonsai rất đẹp. Đế khủng luôn anh em, đồ đế khủng luôn ha. Rồi cái nam vô lô cô chú anh chị giá 1,250 ha. Rồi 1,2. Đó chỉ 1,250 thôi anh em ơi. Quá đẹp luôn anh em ơi. Đế cộng năng thấy lực cho anh em. Chỉ 1,250 thôi. Quá đẹp. Chân cẳng đầy đủ hết ha. Đó, rồi. Dẹt. Rồi, tiếp tục bonsai tiếp tục anh em ơi. Khối đế ha. Mã số 22 ha. Rồi hoành thân cái này là gần 26 anh em ơi. Rồi. Gần 26 tính 25 nha. Đây anh em, ủa cái này hơn 26 chứ. 26 ha. Này gần 27 tính 26 nè anh em. Rồi. Rồi, để tổng đặt cái này là 72 ha. Rồi. Còn nồi để đặt dưới đây của em nó là tới 113 lận. 113 lận. Nồi để đặt dưới đây ha. Khối để đặt luôn anh em ơi. Quá sức cái dạng này rồi.
sổ tới 29cm ha. Chiều cam nó là 76. Đó, cây bonsai rất đẹp anh em ơi. Về chơi bonsai chơi. Hàng này bonsai không anh em ơi. Bỏ sẽ cái dàn đế này anh em. Qua một gang tay ha. Cái đít của nó này. Qua gang tay chưa hết em. Còn một khúc. Rất đẹp. Đó, khối đế. Vậy anh em, khối đế luôn. Kẹo luôn. Đế mà cộng nào nó lực ha. Rồi cái này em vô logo chú anh chị em giá 2.6 thôi. Rồi, 2.6. Nó chỉ 2.6 thôi anh em ơi. Quá đẹp anh em ơi. Dàn đế ôm, ôm một ôm luôn anh em ơi. Hết thằng luôn. Rồi, bonsai tiếp tục. Mã số 23 ha. Rồi Hoàng Nam nói chỗ này là 24 nha. Rồi. Tổng đế này là 76 ha. Đó. Sở nó là 21 đây. Sù lọc không anh em ơi. Sù trứng con này con quái thú nha. Đó, cây này đồng xanh thủ anh em. Đó, cây này đúng đồng xanh thủ thiệt. Trên như dưới như nhau. Đó, anh em tham khảo nha. Rất đẹp anh em. Đế khủng khiếp luôn ha. Gọi cái nam vô logo chú anh chị em giá 1.6 nha. Rồi, 1.6. 1.6 thôi anh em ơi. Quá đẹp, y như quái thú luôn nè. Đó, thú sao nó vậy anh em. Y hệt luôn ha. Rồi bonsai mà giá ưu đãi quá anh em ơi. Giá yêu thương ha. Rồi, mong cô chú anh chị em xem like ủng hộ em. Rồi xuống. Rồi, lắc lượng. Cây này còn giữ trợn nữa ha. Điều nè. Cây này cây mình gân nha. Mã số 24 ha. Quỳnh Tham nói chỗ này là 27 ha. Rồi. Cái cũ nè, em đo cái cũ của nó không nha anh em. Cái cũ nó dài dài tới đây là 57 nha. Cái cũ á. Còn cái tổng đế đặt em nói dưới đây là 76 ha. Quá sức cái này. Cái cũ này dài đẹp lắm anh em ơi. Cũ dài 25cm anh em. Cái cũ dài từ đây ra tới ngang đuôi này là 25cm. Cái cũ này nằm dài sọc của anh em ơi. Cây này quá đồng xanh thủ nha. Đẹp. Anh em coi dáng lắc nha. Trong đây thì miếng bể xù ha. Đó anh em tham khảo cây này nha. Đó hết rồi. Đây nó có lỗi miếng chút xíu chỗ này anh em mà nó liền ha. Nè đây nó cũng bị sù trứng rồi, nó nọc sù trứng luôn rồi nè. Lên sù luôn rồi ha. Đó, cái này quá sức cái dàn đế đặt anh em ơi. Chơi cao cái chơi dàn đế đặt cái này thì ngon ha. Sổ em nó là 25cm anh em. Đó nó nằm cao lên mặt bầu mình 25cm, cái này rất đẹp nha. Nên tham khảo là cái này ha. Và cái này em vô logo chú anh chị giá 2.7 ha. Rồi, 2.7. Đó, 2.7 anh em ơi. Quá đẹp. Bỏ tiền chơi mấy cái này đóng đá đồng tiền mấy anh trai. Quá sức cái dàn đế này khủng khiếp luôn. Rồi, lên cây tiếp theo. Toàn đế đặt không? Lắc lượng, lùng lực luôn. Đó, em đế. Cho một cành phóng nha. Rồi, mã số 25 ha. Rồi, dự tính này là 24 anh em. Cái cũ đặt. Đôi cũ đặt nhẹ cho này cho anh em đi. Đây nè, đây là 38 cũ đặt nhẹ ha. Được rồi, được. Tổng của nồi đế đặt em nói là 78 anh em. Quá sức cái vàng ha. Cái mặt này từ đây qua tới đây là nó 24cm rồi nè. Rồi. Đó rất to ha. Bự rất bự nè. Cái mặt của mình rất bự ha. Chiều cao nó xuống đây là 46. Đó, cây bonsai này em ơi, quái rất quái nè. Cái bầu diều chỗ này rất to. Đây, bầu diều em ơi, để cộng đồng nó chạp bá nữa, rất quái cái này nha. Rồi cái này vô logo chú anh chị giá 1.6 ha. Rồi, 1.6. 1.6 anh em ơi. Quá đẹp luôn. Còn gì cây này chần chờ mấy cây này nữa nè. Rồi mã số 25 ha. Quá đẹp. Bonsai không. Rồi lên cây tiếp theo. Rồi mini luôn em ơi. Nó còn. Đấy đẹp luôn. Rồi mình em nói là 15 ha. 15 có dư tính 16 tính 15 thôi. Rồi. Để đặt em nói là 61. Chiều sổ nó xuống đây là 26cm ha. Rồi chiều cam lấy cái chừng 6 tắc thôi. 6-7 tắc được rồi. Quá đại viên nhận sổ bẻ lắc lượng rồi. Cái này em vô logo chú chỉnh giá 600 ha. Rồi, 600. Đó, chỉ 600k thôi cô chú chị mình đây. Quá đẹp luôn. Rồi 600 ưng ý cứ điện nha. Hàng này em không bớt được anh trai. Nói chung là không bớt ha. Ưng ý cái mã số đó cứ chốt mã số ăn đế. Một khối đế kẹo kéo luôn em. Đó anh em thấy một khối đế kẹo kéo luôn ha. Rất kẹo mã số 26. Đó rồi 600. Rồi tiếp tục mã số 27 ha. Cái bài nó bay quá. Nó bay nó gịch cái đầu không à. Rồi. Nhân bay ha. Bay. Rồi quanh em nó 20 ha. Cái cũ nó chỗ này là 32. Rồi. Rồi cái này em lấy 1m1 ha. Rồi, xem giọng nó bay quá ba anh em ơi. Rồi cái bay này em giao lưu cô chú chị giá 500 thôi. Đó, rồi, 500 cho anh em chơi cây bay cho anh em.
Đó. Tàn điều răng luôn ha. 500k anh em ơi. Đó, đế một khối đế luôn. Rồi chỉ có 500 thôi anh em. Đó, 500k quá rẻ anh em ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi, mã số 28 cũng là mã cuối clip ha. Em làm bầu được có nhiêu đây anh em ơi, em còn rồi, chưa làm luôn. Nè. Đó. Bay ha. Một số chưa làm ha. Làm tới như đâu em làm bán tới đó nha. Rồi hoành tham nó 18 ha. Cái cũ đặt cho này là 26 ha. Nồi đế đặt em nói là tới đây 71 anh em. Trời. Nồi đế đặt ha. Chiều cao nó xuống đây là 22 cm. Một khối đế luôn. Nãy mới sao đo kiểu cao lấy cao sao đây nữa nè. Đây đây đi. Thôi lấy xuống tới ngay chỗ chân này đi cho dễ nè. Cổ xuống lấy tới bọc bầu tới đây 24 cm. Thêm cầm vào cành phóng này nữa anh em ơi. À, cái này quá đẹp. Bonsai đẹp. Đế kéo kéo lên anh em ơi. Rồi cái này Zalo cô chú chị em giá 1.250.000 ha. Rồi, 1.250.000. Nhỏ nó có vỏ nha anh em. Dạ. Đó, cây này rất đẹp ha, 1.250.000. Đó, cây này trái nữa nè. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi. Rồi cũng mong cô chú anh chị em mình xem clip ủng hộ cho em ha. Dạ. Em cũng cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự. Bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.